việc quan tâm, chăm lo đến đời sống người công nhân, đặc biệt là trong những ngày hè nóng nực, được các doanh nghiệp đặc biệt coi trọng. Thời gian qua, Công ty Cổ phần Nhựa Hưng Yên là một trong những doanh nghiệp thực hiện tốt chăm lo cho người lao động của mình, giúp họ yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với công ty. Phóng sự sau sẽ cho chúng ta thấy rõ điều này. Buổi giải lao giữa ca làm việc ngày hôm nay, mọi công nhân tại công ty đều được phát miễn phí nước uống giải nhiệt là một chai chanh muối. Ngày hôm sau, nước uống giữa ca sẽ là chè đỗ đen hoặc một hộp sữa tươi. Ba loại nước uống này thay đổi nhau trong từng đơn hàng ngày và là những khoản công ty hỗ trợ thêm cho người công nhân làm việc trong mùa hè khi thời tiết nắng nóng. Không chỉ trong mùa hè, ở các mùa khác trong năm, tất cả người lao động làm việc tại Công ty Cổ phần Nhựa Hưng Yên đều được hỗ trợ bữa ăn ca miễn phí với thực đơn phong phú, khoa học, đảm bảo đủ dinh dưỡng và một hộp sữa chua cùng một hộp sữa tươi trong mỗi ca hoặc ngày làm việc. Chính nhờ quan tâm, chăm lo tốt đến đời sống của người công nhân mà tại Công ty Cổ phần Nhựa Hưng Yên, nhiều gia đình đã có từ 2 đến 3 thế hệ gắn bó với công ty. Họ coi công ty như ngôi nhà thứ hai của mình. Công ty Cổ phần Nhựa Hưng Yên hiện có 11 nhà máy sản xuất với quy mô trên 1.500 lao động. Các sản phẩm đang được công ty sản xuất là túi siêu thị, túi thực phẩm và túi đựng rác. Bình quân mỗi tháng sản xuất được gần 6.000 tấn sản phẩm, tất cả đều được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Chính nhờ quan tâm, chăm lo tốt đến mọi mặt đời sống của người công nhân đã giúp họ yên tâm làm việc, luôn nỗ lực nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trong từng ca sản xuất. Mùa nóng bức thì là được ăn giữa ca và được hai hộp sữa chua và một hộp sữa tươi và một hộp chanh muối. Thế còn mùa đông là chúng tôi cũng được là một hộp sữa chua, một hộp sữa chua. Đời sống của người công nhân là cái mức thu nhập của chúng tôi là cũng rất là ổn định. Thì người lao động có làm ra của cải vật chất ấy, thì thật ra mang đáp ứng lại được cái nguồn cho khách hàng. Và khách hàng sẽ tin tưởng thì sẽ là đặt hàng. Quan trọng nhất là công nhân là làm sao là làm ra những cái sản phẩm tốt. Đấy. Chính từ đó mà công ty cũng rất quan tâm đến đời sống của người công nhân để làm sao cho người ta gắn bó từ cái thu nhập này đến các cái chế độ ăn uống bồi dưỡng giữa ca hàng ngày. Công ty Cổ phần Nhựa Hưng Yên luôn được các đối tác, bạn hàng Nhật Bản đánh giá cao, cũng chính bởi từ việc quan tâm, chăm lo tốt đến đời sống của người công nhân, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, công ty luôn nằm trong nhóm những doanh nghiệp có sản lượng hàng hóa lớn trong cả nước xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản những năm qua.